Ok, hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Group, như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em Tính một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì bên cạnh đó thì em có để cái mã QR code ở phía bên phải góc dưới màn hình, thì anh chị em nhà đầu tư có thể quét cái mã QR code này để tham gia vào room Zalo cộng đồng, để từ đó chúng ta có thể là đồng hành chung với nhau, hoặc là anh em có bất kỳ câu hỏi gì về mã cổ phiếu hay là về thị trường thì mọi người cứ nhắn lên room, thì sẽ có em cũng như là các bạn ITP khác sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nhà đầu tư, cũng như là những anh chị em nhà đầu tư nào mà vẫn đang gọi là theo dõi em hoặc là muốn theo dõi thêm một thời gian để coi coi trước khi về đồng hành sẽ như thế nào, thì anh chị em có thể là tham gia vào trong Zalo cộng đồng này để có thể là tham khảo thêm trước khi đưa ra quyết định là có nên về với đội để đồng hành cùng với em Tính hay không. Ok ha cả nhà. Còn quý anh chị nhà đầu tư nào mà đang tìm kiếm một cái người đồng hành, một cái người tư vấn ở trên thị trường, hoặc là muốn đăng ký tham gia vào trong Zalo khách hàng để cùng đồng hành với em để về với đội của em, thì có thể là liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình 0866088044, chỉ cần mọi người giao dịch ở bên VPS dưới ID của em là được ha. Tại vì trong thời gian sắp tới, không chỉ là trong thời gian sắp tới đâu, không phải là trong thời gian sắp tới đâu, mà là vài phiên tới, có thể là ngày mai, thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái điểm mua dành cho một số cái mã cổ phiếu để chúng ta có thể đánh lướt sóng hoặc là đánh hạ giá vốn. Thì những anh chị nhà đầu tư nào mà đang kẹp hàng thì có thể là ngày mai ngày mốt gì đó nó sẽ là cơ hội để cho chúng ta mua hạ giá vốn. Còn đối với những anh em đang cầm tiền ngứa tay ngứa chân ngay gì đó, muốn tham gia và đánh một cái nhịp T cộng, ăn một cái nhịp phục hồi, thì sẽ có rất là nhiều mã cổ phiếu có thể là ngày mai thị trường sẽ còn tiếp tục đạt tiếp, thì nhìn những cái mã cổ phiếu đó và nó sẽ quay về lại cái vùng mua, cũng như là thị trường chúng ta cũng sắp về lại những cái vùng hỗ trợ mây dày ở phía bên dưới, cho nên xác suất cao là vài phiên sắp tới thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi bật tăng lên sau một cái nhịp ép bán trong giai đoạn vừa rồi. Nhiều mã cổ phiếu em thấy là trong giai đoạn vừa rồi nó cũng đang tích lũy khá là tốt, thì có thể là trước khi đi lên thì nó đánh một cái cú gọi là gãy nền, nó gọi là đánh gãy nền giả, gọi là fake, một cái cú đánh gãy nền fake, thì sau đó có thể là cổ phiếu nó sẽ quay trở lại, thì chúng ta cùng chờ xem sắp tới những thị trường của chúng ta cũng như là những cái mã cổ phiếu đó và nó sẽ cân bằng như thế nào. Thì đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay, lực cầu yếu, cơ hội lướt sóng, hạ giá vốn ha. Thì cái video này chủ yếu em sẽ bàn luận với mọi người về cái phần nhận định thị trường, cũng như là nói với mọi người về những cái cơ hội đối với một số cái mã cổ phiếu quay về lại cái vùng hỗ trợ cứng, thì đó sẽ là những cái điểm mua tuyệt vời, rủi ro thấp nhưng mà có thể mang lại cho anh chị em một cái mức lợi nhuận tương đối tốt trong một cái khoảng thời gian ngắn, gọi là T cộng ha. Cũng như là những anh chị em nhà đầu tư nào mà đang kẹp hàng, cần gọi là xử lý, muốn gọi là giảm thiểu những khoản lỗ hoặc là muốn về bờ sớm, thì chúng ta sẽ có cái hình thức gọi là đánh trading T0 T1 để hạ giá vốn. Đánh trading T0 T1 là gì? Thì đánh trading T0 T1 đó chính là chúng ta sẽ đánh dựa trên cái phần hàng có sẵn. Ví dụ như cổ phiếu, em lấy ví dụ thôi nha, VIX. Ví dụ thôi, em đang nắm cổ phiếu VIX quanh cái vùng giá là 20, hiện tại là 18.95 đúng không? Thì em đánh thì cái giá vốn của em đang là 20, thì ở thời điểm hiện tại thì em đang lỗ con này là tầm khoảng hơn 5%. Tuy nhiên là vít trong khoảng thời gian vừa qua thì nó cũng đã có 4 phiên điều chỉnh và hiện tại là đang quay về lại cái vùng hỗ trợ giao găm trong khung daily. Thì theo cá nhân em đánh giá và cũng như là về cái mặt phân tích kỹ thuật Ichimoku, thì đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối tốt về mặt ngắn hạn. Thì khi mà lần đầu tiên cổ phiếu vít nó từ ở phía trên đỉnh nó chạm về lại cái vùng hỗ trợ này, thì xác suất 90% là nó sẽ có một cái nhịp bật hồi lên trở lại. Còn 10% còn lại là thị trường, là cổ phiếu vít này nó sẽ xuyên xuống. Tuy nhiên khi mà xuyên xuống một cái vùng giao găm dày tới như này, một cái vùng hỗ trợ cứng như này, thì kiểu gì cũng sẽ có một nhịp bật lên trở lại, test lại cái đường giao găm này. Thì có nghĩa là rủi ro nó thấp, có nghĩa là khi mà nó thủng xuống thì chúng ta chỉ cần chờ một cái nhịp phục hồi lên lại cái đường giao găm này để chúng ta bán ra là hòa vốn. Còn nếu mà chạm về lại giao găm này mà bật hồi lên thì nó sẽ hồi lên test lại được cái gap này là tầm khoảng 19.8 cho tới là 20.1. Cho nên là khi mà em đang có hàng sẵn quanh giá 20, em muốn về bờ sớm hoặc là giảm thiểu cái khoản lỗ của mình, thì ngày mai quanh cái vùng giá 18.8 cho tới 19 ở đây, 18.8 cho tới 19 thì chúng ta sẽ nhảy vào mua hạ giá vốn. Thì lúc đó cái giá vốn của em từ 20 nó sẽ hạ về tầm khoảng 19.45, 19.5 gì đó. Thì khi mà cổ phiếu VIX này bật tăng hồi lên lại cái vùng 19.7 cho tới 20 thì chúng ta sẽ về bờ. Và lúc đó chúng ta sẽ lấy cái phần hàng có sẵn ra để chúng ta bán ra, cân đối lại, thì cái đó em gọi là trading T0 T1 dựa trên hàng có sẵn. Có nghĩa là chúng ta mua vào, nhưng mà cái phần hàng có sẵn đó đó, khi mà cổ phiếu nó hồi lên thì chúng ta sẽ lấy cái phần hàng có sẵn đó để chúng ta bán ra, thì cái đó gọi là đánh T0 hoặc là T1 để hạ giá vốn. Ví dụ như ngày mai mua mà cổ phiếu nó hồi trong phiên luôn chúng ta bán ra, thì cái đó gọi là trading T0 dựa trên hàng có sẵn. Còn nếu mà chúng ta chuyển qua ngày thứ tư nó hồi lên chúng ta bán ra, thì cái đó gọi là T1. Còn giữ qua tới thứ năm luôn thì đó là gọi là T cộng 2.5 rồi, thì lúc đó cái phần hàng kia của chúng ta về rồi, thì có lúc đó nó sẽ thoải mái hơn. Trading T0 T1 nó là như vậy, dành cho những anh chị em nhà đầu tư nào chưa hiểu về cái vấn đề đó.
À, thì hiện tại thì những anh chị nhà đầu tư nào đang kẹt hàng và vẫn còn tiền thì em nghĩ cái phương án đó sẽ là một cái phương án hợp lý. À, tại vì thị trường của chúng ta ngày mai hoặc là ngày mốt thôi là sẽ em nghĩ là sẽ có tiếp tục lại có một cái nhịp đạp ép bán. À, sau đó sau cái nhịp đạp ép bán đó là thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi. Thì sau cái nhịp thì trong cái nhịp phục hồi đó em đảm bảo với anh em rằng là sẽ có rất là nhiều mã cổ phiếu nó sẽ hồi mà nó tím luôn. Hồi 5-6% thậm chí là hồi tím. À, ví dụ như con vít này mà nó bật lên có khi nó hồi được 5-6%. Nó hồi được 5-6% là bình thường đối với cái mã cổ phiếu ít. Cổ phiếu VIX khi mà nó về lại cái vùng hỗ trợ đây nó bật lên hồi lại được tầm khoảng 5-6% thì nó lên lại cái gap này là bình thường. Cho nên khi mà về lại những cái vùng hỗ trợ cứng như thế này thì anh em có thể tận dụng tham gia vào đánh một cái nhịp T cộng. Nếu như anh em đang cầm nhiều tiền, đang cầm nhiều cash thì có thể trích ra một phần để tham gia đánh T cộng, cũng coi như là mình gom hàng lấy vị thế luôn. Nếu như mà cổ phiếu nó tốt, cổ phiếu nó cân bằng được ở đây, nó tạo đáy ở đây luôn thì coi như là chúng ta giữ cái phần hàng đó luôn và chỉ chờ cái điểm mua gia tăng thôi. Còn đối với những anh em nào mà đang kẹp hàng giống như hồi nãy em lấy ví dụ đó, là ví dụ đang kẹp hàng ở quanh giá 20 hoặc là 20 chấm ít ở trên này thì về đây thì nên mua để hạ giá vốn xuống, và khi mà cổ phiếu nó bật hồi lên thì chúng ta sẽ lấy cái phần hàng có sẵn ra để bán ra để cân đối lại, cho chúng ta gọi là giảm thiểu cái khoản lỗ hoặc là có thể là sẽ về bờ sớm hơn. Ok ha cả nhà. Thì đó là cái đầu tiên là muốn giải thích với mọi người về cái câu chuyện gọi là trading hạ giá vốn. Nó sẽ là như vậy để cho anh chị em gọi là hiểu sâu hơn ha. Thì đối với con vít như thế này, con vít này thì em thấy là đoạn trước đang đang tích lũy trên này khá ổn, nhưng mà tích lũy lâu quá đi lên không được, thì bắt buộc là nó phải có một cái cú đánh gãy nền xuống để rũ bỏ, để thay máu nhà đầu tư, thì từ đó cổ phiếu giai đoạn sau nó sẽ đi lên tốt hơn. Thì em thấy đoạn này đa phần các nhóm cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu chứng khoán á, là nó đánh theo cái mô hình gọi là đánh gãy nền fake, gãy nền giả, không gãy nền giả. Ví dụ FTS anh em cũng thấy nó tích lũy một cái nền tích lũy trên này rất đẹp, cạn cung luôn, nhưng mà có một cái phiên break fail lên nè, một cái phiên break lên nhưng bị fail thì bắt buộc nó phải rũ xuống. Từ đoạn này FTF thì nó nếu mà FTF nó bị ép bán về cái vùng tầm khoảng 55 thôi là anh em có thể tham gia vào được cổ phiếu FTF, đúng không? 54 chấm ít cho tới 55. Nó chỉ cần về đây thôi thì anh em có thể bắt bắt vào, kể cả là mua mới hay là kể cả là mua để trading T0 T1. Đó. Rồi ví dụ như CTS thì hôm nay nó hồi rồi. CTS thì hôm nay nó hồi tốt rồi. Tuy nhiên mà nếu như mà CTS sắp tới mà nó có một cái nhịp đạp về đây thì càng tốt, đạp về đây thì anh em mua thoải mái quanh cái vùng là tầm khoảng 34 chấm ít, gần 35 cũng được, loanh quanh 35 là có thể là mua được con CTS này rồi. CTS cũng đánh theo cái kiểu giống như tích lũy ở trên này, break lên không được thì bắt đầu nó gãy nền, nó gãy nền giả, nó gãy nền fake. Thì đoạn sau thường thường những cái mã cổ phiếu mà gãy nền fake nếu mà nó cân bằng được xong rồi thì đoạn sau nó sẽ đi lên rất mạnh. Cho nên anh em có thể là chú ý tới cái mẫu hình này. Nhìn chung là cái xu hướng của nhóm cổ phiếu chứng khoán về mặt trung hạn là chúng ta nhìn vào cái khung đồ thị tuần thì cái xu hướng uptrend này nó vẫn đang được giữ nguyên. Nếu mà chúng ta nhìn về khung ngày thì nhìn nó thấy ghê, đúng không? Nhìn nó có vẻ là nó xấu, nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái khung đồ thị tuần á thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó đang rất là bình thường và nó lên nhiều rồi, đúng không? Bây giờ em đo là từ đây đi, nó đo từ cái nền đo lên thì CTS nó đã tăng được bao nhiêu, 35%. Thì bây giờ từ đỉnh chỉnh xuống nó chỉnh 10%, có bình thường không anh em? Rất bình thường. Cổ phiếu tăng 35% mà nó chỉnh 10%, nó chỉnh chưa tới 1/3 trên tổng cái mức mà nó tăng nữa, đúng không? Thì đoạn này CTS hoàn toàn có thể là chỉnh về tầm khoảng 35 35 chấm ít là bình thường. Thì về tầm khoảng 35 35 chấm ít thì anh em có thể là tham gia vào được đối với cổ phiếu CTS. Và đặc biệt hơn hết là anh em phải chú ý những con này. Tại vì khi mà thị trường ngày hôm nay nó đỏ thì CTS vẫn duy trì được cái sắc xanh của mình. Có nghĩa là chứng tỏ là con CTS là một trong những cái mã cổ phiếu khỏe. Và nếu như mà nhóm chứng khoán nó cân bằng và ổn định khi mà thị trường nó tạo đáy xong thì con CTS này sẽ phi rất tốt. Nó sẽ phi rất mạnh. Đây là những cái mã cổ phiếu anh em nên chú ý. Bắt đầu có dòng tiền tham gia vào và đỡ giá, giúp cho giá cổ phiếu không giảm sâu hơn nữa. Còn khi mà quay về lại cái vùng biên dưới thì chúng ta cần phải chú ý thêm cái đối với cái mã cổ phiếu CTS này. Đó. Chỉ thêm mọi người một cái nữa, ví dụ như anh em nhìn con CTS anh em bật, anh em tập xài cái MACD cũng như là cái RSI thì con CTS này trong cái khung đồ thị H1 bắt đầu nó tạo được một cái đáy RSI. Đúng không? Thì thông thường mà để mà cổ phiếu nó tạo được đáy thành công ở trong khung daily thì trong khung H1 nó phải có tầm khoảng từ 2 cho tới 3 đáy RSI. 2 cho tới 3 đáy MFI cũng như là 2 cho tới 3 đáy SMI. Thì ít nhất gì MACD nó phải có hai đáy thì cổ phiếu nó sẽ chính thức cân bằng và ổn định tạo đáy thành công, là khi mà MACD nó có hai đáy. Ngày hôm nay anh em chú ý được con Hòa Phát, Hòa Phát là nó đã có một đáy MACD rồi, thì có khả năng trong giai đoạn sắp tới Hòa Phát nó sẽ cân bằng và ổn định quanh cái vùng giá hiện tại 29.2 29.4 cộng trừ, nó sẽ cân bằng được quanh cái vùng giá này, kỳ vọng là như vậy ha. Và Hòa Phát cũng là một trong những cái mã cổ phiếu quan trọng tại vì nó cũng là thuộc top những trong những cái mã cổ phiếu VIN30. Thì nếu mà Hòa Phát nó cân bằng được ở đây thì nó có thể nó sẽ giữ nhịp được cho thị trường. Ở bên cạnh đó, đối với cổ phiếu ngân hàng, chúng ta điểm qua nhóm cổ phiếu ngân hàng một chút xíu, thì ngân hàng ngày hôm nay là bắt đầu có lực cầu vô đỡ giá, không có lực cầu vô đỡ giá thì tất nhiên là cái quá trình tạo đáy
À, nó sẽ là một cái quá trình có thể là kéo dài tầm khoảng 1 cho tới 2 tuần là bình thường. À, nhưng mà cái phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch khá là khởi sắc đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. À, chúng ta chưa xác định được 100% rằng là nó có tạo đáy được ở đây hay không. Nhưng mà cái phiên giao dịch ngày hôm nay cho thấy rằng là bắt đầu có lực cầu và đỡ giá, à, giữ giá không cho nhóm cổ phiếu ngân hàng nó rơi nữa. MBB nè, ACB nè, đúng không? VIB nè, Techcombank nè, đúng không? Rồi BID nè, rồi CTG nè. À, nói chung là bắt đầu có lực cầu tham gia và đỡ giá và nó chỉ bị đạp về cuối phiên thôi. Những cái mã cổ phiếu ngân hàng nó chỉ bị đạp về cuối phiên thôi mọi người, đạp về tầm khoảng 10 15 phút cuối phiên thôi. À, cho nên nó cũng chưa có phản ánh đúng thực sự, nhưng mà nhìn chung là ngày hôm nay như CTG là cái vol như thế này là bắt đầu có lực cầu và đỡ giá tương đối tốt. À, thì em có vẽ sẵn cái mũi tên ở đây. À, thì đối với cá nhân em thì ngân hàng nếu nó cân bằng được ở đây á, thì thị trường chúng ta sẽ tạo đáy ở quanh cái vùng là 127. Nó sẽ tạo đáy quanh ở đây. Còn nếu như mà ngân hàng như CTG mà nó đi theo đúng cái hướng mũi tên của em á, là nó hồi lên xong rồi nó chỉnh tiếp về lại cái vùng giao găm ở dưới này thì nó mới cân bằng được đó. Thì thị trường chúng ta phải chỉnh về sâu hơn, phải chỉnh về lại dưới cái vùng này 1188 1205, có nghĩa là giai đoạn này vẫn là thành bại tại ngân hàng, thành bại là tại ngân hàng. Nếu ngân hàng nó cân bằng lại được ở đây như CTG, BID, MBB, ACB, nó cân bằng được quanh những cái vùng giá hiện tại, ví dụ ACB nó về lại biên dưới này, nó cân bằng được ở đây, MBB nó cân bằng được ở đây, đúng không? Rồi CTG nó cân bằng được ở đây, BID nó cân bằng được ở đây, hay là VIB nó cũng cân bằng được ở đây luôn, nó về lại cái nền cũ, nó cân bằng được ở đây, thì nhóm ngân hàng sẽ là cái nhóm cổ phiếu đỡ giá cho thị trường, giữ nhịp được cho thị trường, sẽ không để cho thị trường phải rơi thêm quá sâu, mà chỉ có thể là điều chỉnh về quanh cái vùng đó là 123X, 1240 là bắt đầu sẽ có một cái nhịp phục hồi cân bằng và tạo đáy đi lên. Ok anh em, cân bằng và tạo đáy đi lên. Nhưng trước hết mọi người phải chuẩn bị tinh thần nha. À, vài phiên sắp tới có thể là thậm chí là ngày mai luôn, thị trường nó sẽ có một cái phiên ép bán, giảm tầm khoảng thêm 15 điểm, thậm chí là 20 mấy điểm để quay về lại cái vùng là 122X, 123X như em đã chia sẻ với mọi người. Thì sau đó thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi, thì trong cái nhịp phục hồi đó sẽ có nhiều mã cổ phiếu nó bật tăng tím. Thì nhóm cổ phiếu mà phục hồi nhạy nhất đối với thị trường đó chính là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Cho nên nếu anh em nào mà có thích đánh T cộng á, trong nhịp lần này á, thì nên chú ý tới một số mã cổ phiếu chứng khoán, ví dụ như là VIX, nó về hỗ trợ, đúng không? Hay là VDS chứng khoán Rồng Việt nó về hỗ trợ. Hay Rồng Việt nó cũng đánh theo cái kiểu là gãy nền rũ, gãy nền giả, đúng không? Gãy nền fake, pha ke, gãy nền giả, quay về lại những cái vùng tâm lý bi quan. Thì ngày mai mà đạp thêm chút xíu nữa về tầm khoảng 20.20 cho tới 20.3 là bắt được đối với VDS. Về đây là bắt đánh T cộng. Còn đối với những anh chị em nhà đầu tư nào đang kẹp hàng ở phía trên này thì về đây có thể là mua để đánh trading hạ giá vốn, để cho giảm thiểu cái khoản lỗ cũng như là có thể là sẽ về bờ sớm hơn. Thậm chí cổ phiếu mà nó bật tăng lên, nó bật tốt là anh em có lãi lại luôn, có lãi luôn đó. Cho nên là những anh chị em nào mà đang kẹp hàng á, thì tốt nhất là nên tận dụng cái nhịp này, thị trường nó ép xuống tầm khoảng 10 15 điểm nữa thì anh em nên nhảy vô mua. Một là có thể đánh T cộng, T cộng thì tùy thôi, anh em nào thích thì đánh, còn không thích thì thôi. Và giống như đợt trước em cũng có chia sẻ với mọi người á, khi mà thị trường nó càng lên cao cái rủi ro nó sẽ càng lớn, cổ phiếu mua thì vẫn sẽ có điểm mua nhưng rủi ro của mọi người nó sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu chấp nhận cắt lỗ thì hãy nên vào ở giai đoạn này để đánh T cộng, đúng không? Em đã nói cái câu đó rất rõ ràng với mọi người luôn. Và cái câu chuyện mà thị trường nó điều chỉnh 70 điểm, 100 điểm, em đã nhắc xuyên suốt một tháng, nói chung là ngày nào cũng nhắc. Thật sự về cái câu chuyện điều chỉnh của thị trường là ngày nào em cũng nhắc, chứ không phải là em nhắc từ hồi tháng trước xong rồi bây giờ em nói lại, không có. Nếu anh chị em nhà đầu tư có coi đầy đủ những cái video của em hoặc là có coi đầy đủ những cái livestream của em luôn luôn nói về một cái nhịp điều chỉnh của thị trường, thậm chí tuần trước em cũng mới nói xong. Đúng không? Tối ngày hôm qua livestream vừa mới nói xong. Tuần trước, hồi đầu tuần trước là 1 tháng 4 vừa mới nói xong luôn. Đúng không? Gần nhất luôn, gần nhất thôi. Còn nếu mà xa hơn là em đã nói về cái câu chuyện điều chỉnh này cách đây 1 tháng, nhưng mà lúc đó không ai tin, lúc đó không ai tin, lúc đó mọi người còn say máu. Anh chị còn nhớ cái câu mà em nói không? Lãi chưa chốt vẫn là lãi ảo, không? Có thể đang thấy là lãi nhiều quá, bắt đầu ngồi mơ mộng về giấc mơ tỷ phú đồ này kia, nhưng mà nếu mà tiếp tục chủ quan và tiếp tục mơ mộng khi mà chưa chốt lãi thì cái phần lãi đó có thể mất đi rất nhanh, và khi mà chúng ta tỉnh dậy rồi, giấc mơ tỷ phú bây giờ nó thành cái bang, thành cái bang ăn mày. Thì bây giờ bắt đầu thị trường bắt đầu cái quá cái nhịp điều chỉnh bắt đầu nó xảy ra, nhiều anh chị nhà đầu tư bây giờ mới bắt đầu tin, nước đến chân mới nhảy, nhưng mà bây giờ nhảy không kịp, nhảy không kịp. Khi mà thị trường nó đã điều chỉnh xuống đây rồi, em không thể nào khuyến nghị anh em cắt lỗ được nữa, tại vì thị trường ở đoạn này bắt đầu có thể nó sẽ tạo đáy bất cứ lúc nào. Tại vì mọi người để ý ở đây nè, thị trường giảm với thanh khoản thấp, đúng không? Cho chúng ta thấy rằng là cung nó ít rồi, nhưng mà cầu á, dòng tiền lớn á, nó chưa chấp nhận nó tham gia lại đây. Lỡ biết đâu ngày hôm nay nó không chấp nhận tham gia, nhưng mà ngày mai đạt thêm tầm 10 15 điểm nữa nó tham gia vào, mà chúng ta bán ngay những cái lúc mà thị trường điều chỉnh á,
có phải là bán ngay đáy không, bán ngay đáy ngắn hạn. Cho nên đoạn này thị trường nó có thể nó sẽ phục hồi bất cứ lúc nào, phục hồi bất cứ lúc nào. Cho nên đây không phải là thời điểm để bán nữa, mà đây là thời điểm để mua. Cho nên là anh chị em nào linh hoạt, nhanh nhẹn, tận dụng được nhịp này thì vẫn kiếm tiền được và vẫn sẽ trading hạ giá vốn được. Nói chung là giảm thiểu những khoản lỗ của mình được ha. Và đối với những anh chị em nào đang full hàng, full margin thì em nghĩ rằng là bắt buộc là phải chờ nhịp hồi thì mới cơ cấu được thôi. Chứ bây giờ mà khuyến nghị mọi người bán ra thì tương đối dở. Về cái việc mà cơ cấu đối với thị trường thì em cũng đã nhắc với anh em về cái rất là lâu rồi. Sự là rất lâu. Từ hồi 2 tháng 4, 1 tháng 4 đợt trước, 1 tháng 4 đó, 1 tháng 4 là ngày thứ hai tuần trước. Thứ hai tuần trước. Đây, bắt đầu thứ ba 2 tháng 4 này em đã phân tích với mọi người rất kỹ về câu chuyện phân tích kỹ thuật vào buổi sáng này. Đúng không? Về buổi sáng này. Về phân tích kỹ thuật ngắn hạn luôn, phân tích ngắn hạn cho mọi người. Eo may mỏng H1 nhịp điều chỉnh có thể xảy ra sớm vào thứ ba hoặc là thứ tư, thì anh em để ý xem thứ tư tuần trước nó chỉnh đúng mọi người, thứ ba là mấp mé muốn chỉnh và thứ tư là chính thức điều chỉnh, thứ tư là đóng đến dưới 1274 là chính thức điều chỉnh. Thì em cũng đã nói rất kỹ với mọi người rồi, lúc nào cũng phải tài khoản cũng phải sạch, tài khoản lúc nào cũng phải có ít nhất 50% hàng sẵn sàng để bán, phòng khi thị trường đi theo kịch bản tiêu cực chúng ta có hàng để chạy nhằm thu tiền về chờ mua lại phía dưới. Nếu như anh em coi đầy đủ những cái video của em thì chắc chắn nhịp này anh em sẽ có cặp tiền, không bao giờ full hàng full margin, không bao giờ mạo hiểm trong những cái giai đoạn như thế này. Thậm chí nhiều anh chị nhà tư còn nhắn với em anh chị đang giữ 70% tiền, thậm chí là đang full cash chờ tín hiệu từ em, là mọi người phải hiểu nó như thế nào đúng không, mọi người phải hiểu như thế nào. Nói chung là những cái nhịp phân tích và những cái nhịp dự đoán của em nó có thể nó sẽ có những cái độ trễ, tuy nhiên ngày nào em cũng nhắc đi nhắc lại để phòng cái gì, phòng mọi người quên. Thị trường nó chỉ cần nó biến động tăng điểm lên cái thôi là mọi người quên mất hết những cái rủi ro của thị trường, đúng không mọi người? Đó. Phân tích mọi người rất kỹ về khung đồ thị tuần, thậm chí là những cái về mặt ngắn hạn, về mặt ngắn hạn vĩ mô kết hợp nhiều yếu tố lại thì em phán đoán là thị trường nó có một cái nhịp điều chỉnh. Thì ngày hôm nay VN-Index tiếp tục phá đáy 1253 của phiên giao dịch thứ sáu, vậy là đã xác nhận mô hình bearish island reversal. Hôm nay VN giảm gần 5 điểm mặc dù thanh khoản thấp, nhưng số mã đỏ áp đảo hoàn toàn số mã xanh thì suy ra chứng tỏ là lực cầu nó yếu, đúng không? Thì đây là cái câu tiêu đề của em luôn, lực cầu yếu, rõ ràng, rõ ràng thị trường giảm có gần 5 điểm thôi, thanh khoản rất thấp, chúng ta thấy rõ ràng lực cung nó không lớn và không có cái liệt và không có gì mọi người, không bán tháo, không có bán tháo, nhưng thị trường nó vẫn giảm gần 5 điểm và số mã đỏ là 355 mã, sàn 14 mã và chỉ có 112 mã xanh thôi, thì chứng tỏ rằng là lực cầu nó quá yếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Vậy điều này càng chứng tỏ thêm một điều rằng là quanh cái vùng 1250, 125X ở thời điểm hiện tại chưa phải là vùng giá hấp dẫn để nhà đầu tư lớn, để tay to họ tham gia vào trở lại thị trường. Thì điều này chứng tỏ rằng là thị trường nó phải giảm thêm, quay về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn thì mới hấp dẫn được nhà đầu tư lớn. Thì có thể là quay về 123X, 1240 gì đó, 1238, 1240 có thể đó. Dự đoán với mọi người như thế đó, 1238, 1240 thì có thể nó sẽ quay về lại cái vùng này là bắt đầu có một cái nhịp phục hồi xảy ra. Thì cái này là em dự đoán theo Ichimoku, nó có thể nó sẽ có sai số, đôi khi nó có thể nhúng sâu hơn 1230, 1235 gì đó, nói chung giảm tầm khoảng 10-15 điểm nữa là thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi. Tại vì thông thường thì khi mà thị trường vừa mới gãy một cái xu hướng á, thị trường vừa mới gãy xu hướng á, là nó phải có nhịp hồi trước, nó phải có một cái nhịp phục hồi lên trước, hồi lên xong cân bằng lại được thì sẽ đi tiếp, còn nếu mà hồi lên xong không cân bằng được là gãy tiếp, thì cái mốc target tiếp theo gãy là gãy về đây, gãy là gãy về đây. Thì bây giờ chúng ta trước mắt là cứ làm theo cái kế hoạch ngắn hạn về lại cái vùng 1238, 1240, hoặc là chúng ta nếu mà anh em không nhìn về chỉ số thì ví dụ như nhìn về cổ phiếu thì cái con vít này đã về hỗ trợ là ngày mai bắt được, con nào về hỗ trợ trước bắt trước, con nào cân bằng trước bắt trước, hoặc là những cái mặt cổ phiếu bất động sản khi mà thị trường chỉnh anh em thấy nó giữ giá rất tốt. Bây giờ nhiều anh em nói là liệu mấy con này nó có giảm bù không, em không biết, nhưng mà đối với em nó sẽ không giảm bù, tại vì mấy con này nó chỉ mới vào sóng thôi và dòng tiền lớn người ta chỉ mới tham gia thôi, cùng lắm nha thì nó sẽ rủ một cái rồi nó lại phi lên, nó cũng giống như chơi cái bài gọi là gì mọi người, gãy nền giả đúng không, gãy nền giả rủ xuống cái rồi lại phi lên. Thì thay vì á mình không biết chắc rằng là nó có rủ hay không, thì trong cái quá trình thị trường nó điều chỉnh á, nếu mà cổ phiếu như phát đạt hay là đích đồ này kia nó giữ giá đi ngang, anh em cứ vô đây trước cho em một phần,
nếu mà nó có rũ xuống bù lại cho cái nhịp trước mà nó không chỉnh á, mua ở đây thêm một phần nữa và chờ đợi nó tạo đáy nó đi lên, thì chúng ta sẽ gia tăng trên cái con đường nó đi lên nữa, là coi như là gia tăng full hàng, chia tiền làm ba bốn phần, mua ở đây một phần, nếu có rũ xuống múc thêm, đúng không, rũ xuống là múc thêm, tại vì mấy những cái mã cổ phiếu như Phát Đạt hay DG nó rũ xuống là hỗ trợ hết, rũ xuống là hỗ trợ, nó nằm ở phía dưới hết. DG cũng vậy, trước tiên mua ở đây một phần trước, tranh lúc mà thị trường chung nó đỏ mua trước một phần, nó mà có rũ xuống nhẹ như này thêm và canh nó bật nó tạo đáy nó đi lên thì chúng ta sẽ gia tăng theo cái chiều hướng đi lên đó. Đó là cái cách để giải ngân những cái mã cổ phiếu khỏe nằm trong nhóm cổ phiếu bất động sản là như vậy đó. Kể cả như Nam Long nó vẫn đang tích lũy tạo nền, còn Khang Điền là nó chơi gãy nền giả, Khang Điền em nghĩ nhịp này nó chơi gãy nền giả tại vì thanh khoản rũ nó không có, thanh khoản rũ nó không có, bao nhiêu con Khang Điền là nó chỉ đang ép bán thôi, thì những cái mã cổ phiếu như Khang Điền em nghĩ là nó sẽ sớm hồi, sớm cân bằng và sớm phục hồi trở lại. Khang Điền thì em nghĩ là nó chơi theo cái bài là gãy nền giả, không hù ai chứ không hù được em đâu. Rồi ok, nói chung là chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hết, là cái nhịp lần này là em thấy nó rất là bình thường, tại vì sao, tại vì nó không có bất ngờ, nó không bất ngờ nha, nhịp chỉnh lần này nó đâu có bất ngờ đâu nè, chuẩn bị tinh thần đồ trước hết rồi, cơ cấu xong hết rồi. Đó, giờ 50% hàng 50% tiền thoải mái, đạt gì đâu đạt thoải mái. Với lại là hôm trước em nói mọi người là tỷ trọng của em tập trung như bất động sản nhiều, đặc biệt là cổ phiếu DG, mà DG đợt này giá vốn em tầm khoảng 29 mà bây giờ nó tầm khoảng 32, có nghĩa là lợi nhuận của con DG của em nó đang kéo lại được cái danh mục của em, cho nên đâm ra cái danh mục của em nó bình thường, em nhìn nó bình thường lắm. Tất nhiên là có mã lỗ chứ mà làm có, em hiện tại em vẫn có những cái mã cổ phiếu lỗ 3-4% là bình thường, ngày mai nó đạp xuống này lỗ 4-5% là bình thường, nhưng mà sẵn sàng mua cân giá, sẵn sàng mua cân giá lại. Nhưng mà DG là hiện tại là tập trung cái tỷ trọng của em vào cổ phiếu DG rất nhiều, với giá vốn rất tốt ở quanh cái vùng là 29, cho nên DG nó đang kéo lại cái danh mục của em, và cái nhịp điều chỉnh này dường như là có thể là nó sắp tới là sắp xong, nhịp điều chỉnh này em đánh giá là có thể là nó sẽ gần xong về mặt ngắn hạn nha. À, thì ngày mai đạt, ngày mai mốt thì đạt thêm tầm 10-15 điểm nữa là thị trường sẽ hồi, nào sẽ có một cái nhịp phục hồi lên, còn tạo đáy được ở cái vùng 1238 1240 hay không thì chúng ta chưa biết. Quan trọng hơn hết là phải xem cái cổ phiếu ngân hàng á nó có trụ được hay không, nó có cân bằng lại được hay không. Nếu ngân hàng mà cân bằng lại được á thì thị trường nó sẽ tạo đáy ở 1238 1240, nói chung là tạo đáy ở quanh cái vùng là 1 2 7. Còn nếu ngân hàng mà nó tiếp tục điều chỉnh, ví dụ như CTG nhịp này nó đi theo đúng cái hướng mũi tên của em vẽ ra như này, thì những cái mã ngân hàng khác nó sẽ chỉnh tiếp, BID, ACB, MBB, VIB, Techcom vân vân, những cái mã cổ phiếu đó nó cũng sẽ đều điều chỉnh theo cổ phiếu CTG, thì lúc đó ngân hàng nó sẽ chỉnh thêm tầm từ 3 cho tới 4% nữa, thì thị trường chúng ta phải đi thêm tầm 40-50 điểm nữa, còn là nó sẽ quay về lại cái vùng là 1200, thậm chí là dưới 1200. Cho nên anh em phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị tiền cho cái nhịp bắt đáy đó. À, nói chung là không vội, không vội, nhịp này mà có bắt thì chỉ bắt đánh T cộng chơi cho vui thôi, cũng như là nếu như mà có bắt mà xong mà nếu mà nó cân bằng được thì coi như là chúng ta lấy vị thế, và nhịp sau chỉ cần chờ chờ gia tăng cơ hội lướt sóng hạ giá vốn. Ok anh em, nói chung là thị trường ngày hôm nay là cầu nó yếu, mấy mấy mã cổ phiếu ví dụ như Gil bắt đầu hôm nay nó mới giảm, anh em chú ý con Gil này, ngày mai nó đạp thêm tầm khoảng 4-5% nữa là bắt được, con Gil này đạp thêm tầm khoảng 4% nữa là bắt được, từ 33.7 mà đạp thêm tầm 4% nữa thì là về tầm 32, Gil này về tầm 32 là anh em bắt được đánh T cộng, còn không về tới thì thôi, con này mà nó không về tới thì thôi. Đoạn này thì em cũng chia sẻ rất kỹ với anh em rồi, là bất động sản sẽ là cái nhóm mà em sẽ giữ cho tới cùng, cũng như là dầu khí, tại vì hai đó là hai cái nhóm ngành vừa mới vào sóng trong giai đoạn vừa rồi, có nghĩa là dòng tiền lớn người ta chỉ mới vào thôi, những cái bước tiến cũng như là những cái dư địa của nó ở trong tương lai là còn rất lớn. Còn những cái nhóm ngành khác là khi mà hồi lên là sẽ cơ cấu, hoặc là nếu đạt tiếp thì bắt buộc là phải chơi theo cái kiểu là trading T0 hạ giá vốn, giống như hồi đầu video em có chia sẻ với mọi người. Rồi ok, vậy thì bây giờ cơ hội lướt sóng sẽ là nằm ở những cái mã cổ phiếu nào, thì như hồi nãy em chia sẻ khi mà thị trường hồi thì nhóm cổ phiếu chứng khoán có thể là sẽ là cái nhóm mà nó sẽ bật tăng đầu tiên, sẽ là cái nhóm phục hồi đầu tiên, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu nó đã về lại những cái vùng hỗ trợ tương đối tốt ở trong khung đồ thị ngắn hạn daily vít. Rồi, những cái mã cổ phiếu này khi mà nó chạm về lại những vùng hỗ trợ này thì có thể nó sẽ bật lên trở lại, thì anh em có thể chú ý những cái mã cổ phiếu này để có thể là đánh một cái nhịp T cộng, đánh một cái nhịp T cộng. Còn nếu mà đang kẹp hàng thì em nghĩ là có thể là mua gia tăng thêm để hạ giá vốn xuống, khi mà nó hồi lên thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái khoản lỗ của mình.
thì được, từ đó chúng ta cũng sẽ ok hơn, đúng không? Đỡ đỡ bị tâm lý, đỡ bị sức ép hơn. Rồi VCI này. VCI mà đạp xuống tầm khoảng 49 thôi là múc được. VCI mà đạp xuống tầm khoảng 49 thôi, có được 48 thì càng tốt. Sợ 48 nó xa quá không về tới. Chứ VCI mà được về được tầm khoảng 48 thôi là đã quá ok, đúng không? Về được 49 là đã múc được rồi. Tâm lý là bây giờ bi quan thì những cái mã cổ phiếu này nó có thể nó sẽ hồi bất cứ lúc nào nha mọi người. SSI cũng vậy. SSI đạp về loanh quanh cái vùng là tầm khoảng 36.2 36.4 là múc được. Đó, 36.2 36.4 là canh vô đối với SSI. SSI em thấy nó cũng đánh gãy nền rũ thôi chứ đâu có gì đâu, gãy nền giả thôi bình thường. Nhìn chung là SSI nó đang tạo một cái nền tích lũy ở đây, thì nhịp này nó break fail nó quay về biên dưới đó, thì SSI em nghĩ là nó sẽ cân bằng được ở đây, cân bằng được quanh cái vùng biên dưới đây, nó sẽ không có giảm quá sâu. Rồi những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là IDI, không, IDI, những anh chị em nhà đầu tư nào mà đang bị kẹp hàng đối với IDI vì mua tích lũy ở phía trên, thật ra IDI mọi người mua ở đây là không có sai, tại vì nó đang tích lũy ở đây rất là đẹp, nhưng mà tại vì thị trường nó đang không có ủng hộ cho cái việc mà ID nó tăng lên không, mọi thấy ID nó còn có dòng tiền nó nổ lên nhưng mà thị trường nó không ủng hộ thì nó phải test lại, thì quanh cái vùng giá ở dưới này nó sẽ là điểm mua của ID tầm khoảng 12.3 12.2, thì anh em mua xong là nó sẽ có một cái nhịp hồi lên lại quanh cái vùng là tầm khoảng 12.6 12.7 12.6 12.7 không, thì có thể là canh cơ cấu ra bớt. Đối với những anh chị em nào đang kẹp hàng đối với ID thì về tầm khoảng 12.2 12.3 là anh em bắt vô được, khi mà nó hồi lên thì mình lấy cái hàng có sẵn ra mình bán này. Ok, kể cả ANV em vậy này. ANV em nghĩ là nhiều anh chị em cũng kẹp hàng đúng không, thì có thể là về lại hỗ trợ ở đây, mình có thể là mình canh mình mua thêm, khi mà cổ phiếu nó bật nó hồi lên thì mình có thể là mình lấy cái hàng có sẵn ra để mình bán ra bớt, là coi như là trading hạ giá vốn luôn. Và T cộng thì anh em chú ý con này cũng được, nó về lại hai cặp giao găm, chủ yếu con ANV nó đạp như thế này là nó bị đạp ATC thôi, thật ra kết phiên là nó đang nằm ngay đây trước ATC, đang nằm ngay đúng giao găm luôn 32.9, nhưng mà vô ATC thì bị đạp thêm 23% thì nó mới về tới đây, cho nên là ANV thì anh em có thể chú ý được đó. Thì đó là về bên nhóm cổ phiếu thị sản. Và chứng khoán thì hồi nãy là có VIX đúng không, có VCI, có SSI, HCM cơ. HCM ngày hôm nay cũng đỏ nhẹ, HCM thì nó lại không có điểm mua, HCM thì đoạn này không có điểm mua, có hàng thì em là cứ cầm. AGR này về lại cái vùng biên dưới, nếu mà AGR mà đạp xuống được dưới 20 càng tốt. AGR mà có giá dưới 20 là anh em có thể là nhảy vô mua, gọi là gia tăng hạ giá vốn, hoặc là mua đánh T cộng. Rồng Việt cũng vậy, VDF về lại hỗ trợ mã này, vừa đánh T cộng vừa mua hạ giá vốn được luôn, vừa mua T cộng vừa mua hạ giá vốn được luôn. Thì hiện tại thì em đang có hai mã chứng khoán đẹp là con VIX và con VDF. VIX và VDF đây là hai mã cổ phiếu anh em có thể là đánh T cộng được, hoặc là đang kẹp hàng thì có thể là canh mua hạ giá vốn. Ok ha, tận dụng nhịp hồi sắp tới để hạ giá vốn đó. Rồi đó là về nhóm cổ phiếu chứng khoán ha. Rồi thị sản đúng không, rồi bất động sản. Bất động sản thì em thấy đoạn này thì nó cũng khó, ví dụ như Khang Điền thì anh em có thể chú ý được, nhưng mà Khang Điền thì cái lực bật có thể nó sẽ không được tốt, cho nên em nghĩ là nếu mà đánh bất động sản thì em vẫn khuyến nghị mọi người là nên tập trung những cái mã cổ phiếu nó nằm phía trên, ví dụ như Phát Đạt, DG, Nam Long, TCH. TCH thì chỉnh như này chưa ăn thua, TCH thì nó chỉnh như này cũng chưa ăn thua lắm, TCH thì nó phải tạo ra được một cái nền tích lũy thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ như nó tạo ra được cái nền như này thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp mà nó rũ xuống là chúng ta mua được. Còn những cái mặt cổ phiếu đi đích anh em có, hồi nãy em hướng dẫn rồi đúng không, mọi người cứ mua trước một phần ở đây nha. Nếu mà nó có trước khi đi lên nó sẽ có, nếu mà nó trước khi đi lên nó có rũ thì gia tăng thêm, canh nhịp rũ gia tăng thêm, và chờ cổ phiếu nó tạo đáy nó đi lên thì chúng ta sẽ gia tăng trên đường đi, gia tăng trên đường đi. Phát Đạt cũng tương tự, nó có thể nó sẽ mua ở đây một phần, anh em có thể mua ở đây một phần, nếu mà nó có rũ xuống trước khi đi lên thì canh mua thêm, và chúng ta sẽ gia tăng cái phần còn lại khi mà cổ phiếu nó tạo đáy và đi lên từ từ, đúng không? Thì đó là cái cách giải ngân đối với cái mã cổ phiếu Phát Đạt hay là DG, hoặc là những cái mã cổ phiếu có cái form mẫu hình giống như thế này. Rồi nhóm cổ phiếu dầu khí thì nó cũng đang bắt đầu có những cái nhịp test lại, ví dụ như BVS về tầm khoảng 41.x là anh em bắt được, 41.6, 41.7 gì đó là anh em bắt đầu giải ngân dần dần được đối với cổ phiếu BVS thuộc nhóm dầu khí. Chú ý mấy con như BVS cũng khá ok. Rồi BVC, BVD thì em lại không thích lắm. BVD thì nhìn cái mẫu hình nó rất là khó đánh, tại vì nó không có nền tích lũy, con này khó đánh. BVC cũng đẹp, BVC thì nó đã vượt được cản tuần, thì bây giờ nó có thể test lại 16. Con này hoàn toàn có khả năng test lại 15.9, 16. Thì test lại 15.9, 16 nó sẽ là cơ hội để cho anh em mua những cái mã cổ phiếu như BVC.
Xét lại 15.9-16 sẽ là cơ hội để anh em múc BVC ha. 15.9-16. BVB. BVB cũng vậy nè. BVB có một cái nền tích lũy khá đẹp ha. BVB có một cái nền tích lũy khá đẹp. Nếu mà con này nó test về đại vị tầm 24.825 thì quá tuyệt vời. 24.825 là có thể canh múc được BVB. Đối với nhóm cổ phiếu dầu khí ha. Thì khi mà hiện tại giá dầu nó đang lên thì anh em cũng có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu phân bón. Tại vì khi mà giá dầu lên và neo cao trong một cái neo cao trong một khoảng thời gian nhất định thì có thể là giá phân nó cũng sẽ lên. Thì có chúng ta mọi người có thể tập trung vào đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau. Em thấy đoạn này đạm Phú Mỹ nó đẹp hơn. Thì anh em có thể tập trung hai con này, sắp tới hai con này nó còn chia cổ tức nữa. Đạm Phú Mỹ thì đang nằm ngay giao găm, chú ý được. Rồi khu công nghiệp SHC về lại hỗ trợ, bị đạp ATC nên xuyên xuống giao găm xíu, nhưng mà em nhìn chung là con SHC này khả năng cao là sắp tới nó sẽ có hồi. Thì ngày mai có thể là nó sẽ đạp lúng xuống xíu, có thể là về lại quanh cái vùng màu tím của em, tầm khoảng 39.x hay gì đó, 39.x là tốt, ok, là có thể tham gia được đối với cổ phiếu SHC. Test lại những cái vùng đỉnh cũ trong quá khứ đó. Con này nó gãy nền nhưng mà nó gãy hơi ác xíu, con SHC nó gãy hơi ác. Đa phần là các mã cổ phiếu em thấy là về mặt ngắn hạn, anh em nhìn cái chạc đồ thị daily đúng không, nhìn là nó thấy ghê đúng không, nhìn nó có vẻ là nó thấy ghê quá, nó xấu quá. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào cái khung đồ thị tuần á thì nó rất là bình thường, nó rất bình thường, giống như là một cái nhịp điều chỉnh, là một cái nhịp điều chỉnh bình thường, nó lên xong rồi nó chỉnh xong rồi lại lên. Thì cái xu hướng ở trong khung đồ thị tuần nó vẫn sẽ là xu hướng đi lên, đúng không? Cái xu hướng trong khung đồ thị tuần mọi người nhìn nó vẫn đang là xu hướng đi lên, vẫn đang là xu hướng rồi là đi lên, vẫn đang là uptrend trong khung tuần. Cho nên là những cái mã cổ phiếu SHC thì cái nhịp này nó chỉnh là tương đối bình thường. Chúng ta tận dụng những cái nhịp rũ thị trường về quay về lại những cái vùng 123X đồ này kia, 123X, 1240 thì chúng ta mua là ok. Đấy. Còn về cái câu chuyện mà thị trường nó tạo đáy á, thì em sẽ hướng dẫn mọi người như thế này. Thì đầu tiên á, để mà thị trường nó tạo đáy được á, chúng ta phải bật qua cái khung đồ thị H1. Anh em bấm cho em cái chạc cái tín hiệu, cái chỉ báo MACD. Thì khi mà MACD mà trong khung H1 của thị trường đó, nó phải có tầm khoảng 2 đáy, thậm chí là 3 đáy, thì bên khung daily bắt đầu là MACD mới có những cái tín hiệu cắt lên tạo một đáy hoặc là một đáy rưỡi đó, thì lúc đó thị trường chúng ta mới có khả năng là mới lúc đó mới có gọi là mới có hy vọng tạo đáy thôi, mới có hy vọng là tạo đáy thôi. Trong khi đó cái khung H1 ở thời điểm hiện tại là nó còn chưa cắt lên, nó chỉ gần cắt lên thôi, nó còn chưa cắt lên được. Cho nên là trước mắt là thị trường chúng ta hiện tại cái xác suất điều chỉnh là vẫn có, cái xác suất điều chỉnh tiếp là vẫn có, nhưng mà cái nhịp phục hồi nó có thể nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Thì cái nhịp phục hồi đó nó sẽ làm cho MACD nó cắt lên một cái là nó tạo được một đáy. Nhưng mà thông thường mà để thị trường mà nó cân bằng và nó tạo đáy thì nó phải có hai đáy nha anh em. MACD nó phải có hai đáy, giống như bên này một đáy này, con hồi lên nè, xong rồi rũ tiếp nè, hai đáy nè, bật lên nè. Nhưng mà đoạn này thị trường nó vượt đỉnh bị fail tạo ra phân kỳ daily. Thì anh em cũng chú ý mấy cái nhịp trước cũng vậy thôi. Lúc mà thị trường nó sideways nó chỉnh nè. Đó, chỉnh nè, không phải một đáy, hai đáy, ba đáy, đúng không? Ba đáy. Nhịp bên này nè. Một đáy, phải hai đáy trên này là bắt đầu thị trường nó mới cân bằng được, vẫn đi lên, thậm chí bên này nó còn rũ theo một nhịp. Ba đáy bên này. Cho nên là MACD H1 nó phải có tầm khoảng từ 2 tới 3 đáy thì thị trường chúng ta mới chính thức tạo đáy được. Và ở thời điểm hiện tại là MACD nó chưa có đáy nữa. Thì tất nhiên là trong cái quá trình điều chỉnh như này là bắt buộc nó phải có một cái nhịp phục hồi. Thì nếu mà như mà nhìn về cái phân tích đồ thị kỹ thuật phương Tây thì nó về tầm vùng này là nó sẽ có hồi. Đấy, về tầm đó là nó sẽ có hồi ha, về tầm đây. Và về bên dưới là tầm khoảng lên quanh 1240 đó. Cho nên em mới nói là tầm khoảng 1.23x 1240. Thì nếu như mà có nhiều anh em sử dụng cái chỉ báo MA50 thì cái đường MA50 em nhớ là quanh đâu đó là 1235, 1236 gì đó. Thì có thể là ngày mai thị trường nó sẽ đạt về đó. Nhưng mà đa phần mọi người đều chờ ở MA50 thì đôi khi nó chỉ về tới tầm 1240 là rút chân lên rồi. Dự đoán trước như vậy thôi. Đấy, cho nên là tại sao có cái con số 1240 nó là như vậy. Khi 41, 42 nó cũng đã bật lên rồi, chứ đừng có nói chi là 40. Cho nên là em nghĩ là nhịp phục hồi nó sẽ sớm đến thôi. Cho nên cái thời điểm mà thị trường mà nó có ép bán giảm 10, 15 điểm, cái giai đoạn mà anh em cảm thấy sợ, anh em muốn bán thì đó không phải là cái thời điểm để bán này. Cái thời điểm để bán là em đã nhắc mọi người cách đây 1 tuần, 2 tuần. Tại vì room em là bắt đầu cơ cấu từ tuần trước.
cơ cấu được tới 4-5 mã luôn. Cho nên bây giờ cầm tiền nó thoải mái, cầm tiền nó thoải mái và đang chờ thị trường nó đạp xuống để có thể là mua gia tăng thêm. Nhiều mã cổ phiếu nó lỗ nhưng mà nó còn tiềm năng tăng giá trong giai đoạn sắp tới thì chúng ta sẽ mua hạ giá vốn. Còn mã nào mà nó không còn tiềm năng thì chúng ta cứ giữ nguyên, không cần phải mua nhồi luôn. Giữ nguyên khi nào nó hồi lên thì xử lý, cắt lỗ nhẹ cũng được, chả vấn đề. Ok ha. Thì cái vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là chờ hồi để cơ cấu danh mục, cũng như là những anh em nhà đầu tư nào, những anh chị em nhà đầu tư nào mà muốn đánh T cộng thì chú ý những cái mã cổ phiếu vừa rồi em vừa mới chia sẻ. À, đặc biệt là giai đoạn này em vẫn tập trung chủ yếu là bất động sản, dầu khí. À, nhóm chứng khoán đợt này nó chỉnh xuống thì chúng ta cũng bắt đầu đi săn nhóm cổ phiếu chứng khoán, SHS đồ em thấy cũng ok nè. Cho nên giai đoạn này anh em ráng cố gắng gồng nha, giai đoạn này cố gắng gồng. À, giống như em chia sẻ đây, đây cũng không phải là thời điểm để bán. Rủi ro điều chỉnh 70-100 điểm em cũng đã nhắc rất rất nhiều trong một tháng trở lại đây, ngày nào cũng nhắc đúng không? Ngày nào cũng nhắc chứ không phải là em nhắc cách đây một tháng xong rồi bây giờ em mới nói lại lần thứ hai, mà phải nói là em nói đi nói lại rất là nhiều lần về cái câu chuyện mà thị trường điều chỉnh chắc phải là phải hơn chục lần đúng không? Cả tháng là tháng 20 phiên giao dịch là chắc phải ngày nào em cũng nói, ngày nào em cũng nhắc về cái câu chuyện thị trường nó điều chỉnh. Lúc đó là nhà đầu tư ít chưa tin rồi, ít nhà đầu tư tin. Giờ chuyện xảy ra thì bắt đầu mới tìm hướng xử lý thì đã trễ, có nghĩa là nước tới chân thì mới nhảy, nhưng mà bây giờ là nước nó không còn tới chân nữa mà nó tới bụng luôn à, nhảy hết nổi rồi, nhảy hết nổi rồi. Giờ chỉ có cố gắng gồng chờ đợi một cú hồi mạnh để cơ cấu, nếu còn tiền thì chuẩn bị múc để tích lũy dần cho sóng sau, hoặc trading T0 T1 hạn giá vốn nếu đang kẹp hàng. Có nghĩa là hiện tại nhiều anh chị nhà đầu tư hiện tại là vẫn đang cầm full tiền, vẫn đang có rất nhiều tiền, thì em nghĩ là nhịp mà thị trường nó giảm 10 15 điểm sắp tới nó quay về lại cái vùng 123x 1240. Và đó là cái thời điểm để anh em bắt đầu có thể là đi gom hàng dần để chuẩn bị cho cái con sóng sau, chuẩn bị cho cái con sóng sau. À, nhưng mà về lại cái vùng 123x 1240 đó thì trước mắt là anh em gom thì cũng phải gom tầm khoảng 20-30% thôi, chứ cũng chưa tới lúc mà phải gom 50-70% đâu. Gom 20-30% thì coi như lấy vị thế, hoặc là nếu mà có đánh T cộng thì coi như là đánh T cộng chơi chơi cho vui, đánh cà phê thôi, kiếm cà phê ăn sáng thôi. À, tại vì cái câu hỏi là để thị trường mà nó có quay về 1188, 1205 hay không, là cái xác suất đó là nó cũng còn, thậm chí là còn cao đúng không? Cao là tại vì khung đồ thị tuần này anh em thấy bắt đầu khách sạn nó mở to nè đúng không, vùng eo mây bắt đầu cái tuần này là cái tuần 8 tháng 4 là bắt đầu nó sẽ đi ngang qua cái vùng eo mây đây, thậm chí là tuần sau cái eo mây này nó vẫn còn, thị trường nó sẽ đi ngang qua cái eo mây này là tuần 15 tháng 4 này, tuần 22 tháng 4 này, tuần 29 tháng 4 này, thì phải cho tới tháng 5 á thị trường chúng ta mới bắt đầu là đi ra khỏi cái vùng eo mây hút giá, có nghĩa là chúng ta còn tầm khoảng 3 tuần để đi ngang qua cái vùng eo mây mỏng này. À, cho nên cái vùng eo mây này là cái vùng hút giá, thì thị trường nó có thể nó sẽ đi theo đúng những gì mà em vẽ ra, sóng 1 sóng 2 điều chỉnh đúng không, sóng 1 tăng, sóng 2 điều chỉnh, sóng 3 tăng, thì sóng 3 này sẽ là sóng dài và nó sẽ là sóng thân cá, thì thông thường sóng 3 sẽ là cái con sóng ngon nhất trong một cái chu kỳ uptrend, sóng 3 là sóng ngon nhất. Thì quan trọng hơn hết là cái con sóng này mình phải ăn được, sóng 3 là cái sóng anh em phải ăn được, anh em phải kiếm tiền được trong giai đoạn này nè. Thì trước mắt mà muốn kiếm được tiền là phải giữ được tiền đúng không, thì nhịp phục hồi sắp tới sẽ là cơ hội để anh em cơ cấu, để anh em giữ được tiền và chuẩn bị cho cái con sóng lên 1.400-1.480. Còn nếu quý anh chị nhà tư mà kiểu cảm thấy là à, cái nhịp điều chỉnh này không sao, mình vẫn có thể trụ được, mình vẫn còn nhiều tiền để mình mua cân lại phía bên dưới, ok, thì anh em có thể tiếp tục nắm giữ. Tại vì cái tầm nhìn là lên 1.400-1.480, cho nên nhiều anh chị em cũng hỏi em là ủa tại sao nhịp này nó chỉnh mình không giữ luôn đi, bán làm gì, tại vì kiểu gì nó cũng lên 1.400 mà. Thì cái vấn đề ở đây nó sẽ liên quan về cái mặt ngắn hạn, là nếu anh chị em nhờ tôi nào muốn đánh theo kiểu là tối ưu hóa thì chúng ta nên cơ cấu bán ra bớt và chờ lại những vùng giá thấp hơn để mua. Nhưng mà nhiều anh chị nhà tư nếu không có thời gian thì có thể là tiếp tục nắm giữ, thì sắp tới khi mà thị trường nó về là những cái vùng mua đẹp thì chúng ta có thể là nạp thêm tiền để có thể là giải ngân thêm, mua thêm những cái vùng giá ở phía dưới. Ok, chúng ta vẫn chưa có thêm một cái chúng ta vẫn chưa có một cái tín hiệu hay là một cái dấu hiệu gì để chắc chắn rằng là thị trường nó sẽ tạo đáy ở 1238, 1240. Em chỉ biết là 90% khi mà thị trường nó chạm về lại cái vùng mây dài ở đây là thị trường trước mắt nó sẽ có hồi, trước mắt nó sẽ có hồi, và chúng ta phải quan sát thật là kỹ trong cái nhịp hồi đó nhóm nào nó sẽ hồi mạnh nhất và nhóm ngân hàng nó có cân bằng được không. Ngân hàng mà cân bằng được thì may ra thị trường nó mới tạo đáy được, còn ngân hàng mà nó không cân bằng được, nó không ổn định được thì thị trường nó sẽ còn điều chỉnh về sâu hơn. À, nói chung là chúng ta phải cập nhật theo từng phiên và phải cập nhật ở trong phiên nữa. À, thì đây là hai cái mốc để giải ngân.
dành cho những anh em là đang phun tiền. Về cái mốc 1238, 1240 thì nhiều mã cổ phiếu nó cũng sẽ về điểm mua, bất động sản, chứng khoán, rồi thép, rồi dầu khí, nó đều về điểm mua hết. Thì anh em có thể tập trung chú ý đối với bốn cái nhóm ngành đó. Bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí đó vẫn sẽ là bốn cái nhóm ngành mạnh nhất, và em vẫn sẽ tập trung chủ đạo mạnh nhất vào bất động sản đó. Rồi thép nè, thép thì ngày hôm nay anh em thấy bắt đầu nó có những cái dấu hiệu đỡ giá, cung thì nó không còn nữa đâu, nhưng mà cầu thì nó chưa thấy thôi, nhưng mà em cũng đang bắt đầu thấy có những cái tín hiệu đỡ giá đối với nhóm cổ phiếu thép là như Hoa Sen này, Nam Kim nè, VGS nè, AVGS thì nó bị đạp ATC thôi. VGS mà ngày mai nó test về được tầm khoảng 24.7 là mua quá đẹp, 24.7, 24.8 anh em có thể kê lệnh sẵn, nó về đây thì mình đặt lệnh sẵn, nó về đây thì mình khớp thôi. Hòa Phát ngày hôm nay thậm chí là nó xanh điểm luôn. Như Hòa Phát anh em thấy là MACD bắt đầu trong khung H1 nó tạo được một đáy rồi, thì sắp tới Hòa Phát nó sẽ có một cái nhịp phục hồi ha. Hay ngày mai ngày mốt gì đó Hòa Phát nó sẽ hồi, có thể Hòa Phát nó sẽ hồi lên được tầm khoảng 30 chấm ít gì đó, thì sau đó nó sẽ có một cú vòng lại test đáy. Thì coi như là MACD nó sẽ hồi lên đây, xong nó vòng lại, nó test đáy, nó sẽ tạo đáy hai MACD. Thì nếu như mà Hòa Phát nó tạo được hai đáy MACD thì có khi là ngon. Hòa Phát mà tạo được hai đáy MACD là ngon, thì có khi Hòa Phát nó lại là mã cổ phiếu nó cân bằng đầu tiên ở trên thị trường. Đấy, đúng không? Nhiều khi Hòa Phát nó lại là mã cổ phiếu cân bằng đầu tiên trên thị trường thì không biết trước được, phải xem cái quá trình của nó như thế nào. Đó. Thị trường thì mình nói cũng nhiều rồi. Đó, thị trường thì chúng ta cũng trao đổi với nhau nhiều rồi, và hiện tại là thị trường chúng ta cũng đã bước vào một cái nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên cái nhịp điều chỉnh này sẽ mở ra cơ hội lớn nhất trong năm 2024. Từ đây cho tới cuối năm sẽ là cơ hội để kiếm tiền. Và cái nhịp điều chỉnh này nếu anh em nào tận dụng được, anh em sẽ kiếm được rất là nhiều tiền trong giai đoạn sắp tới. Và nếu muốn tận dụng được cơ hội này, hoặc là anh chị em nhà đầu tư vẫn đang mất phương hướng, chưa biết như nào, chưa biết cơ cấu danh mục như nào, chưa biết cái kế hoạch hành động sắp tới như nào, đang cần tìm một cái người tư vấn, một cái người hỗ trợ, thì cứ liên hệ với em Tín và qua số Zalo trên màn hình 0866088044. Ok ha mọi người. Điều kiện là chỉ cần anh em giao dịch ở bên VBS dưới ID của em là được. Ví dụ như bây giờ anh chị em nhà đầu tư chưa có ai hỗ trợ hết mà đang giao dịch ở bên VBS thì có thể là chuyển ID về. Mọi người đừng có suy nghĩ là kiểu chuyển ID về sẽ mất thêm phí môi giới, không có đâu. Phí giao dịch nó vẫn sẽ y chang như vậy luôn. Chẳng qua là ví dụ như mọi người chuyển về, mọi người có thể là hỗ trợ thêm cho em, đó. Cũng như là em có thể hỗ trợ lại cho quý anh chị nhà đầu tư, coi như cái đó là mối quan hệ win-win, đó. Mối quan hệ win-win một một thôi, đâu có vấn đề đâu, đúng không? Tại cho nên là nếu như có chưa có người tư vấn, chưa có người đồng hành, hoặc là nếu như cái người đồng hành của mọi người chưa có quan tâm đến anh chị nhà đầu tư hoặc là không hiệu quả, thì có thể là đổi phong thủy chẳng hạn, chuyển về bên em để em có thể là tư vấn và hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Ok hả cả nhà? Đấy, thì có gì cứ liên hệ em. Thì cái video này chắc em chỉ xin phép là tới đây thôi. Tối em sẽ live stream vào lúc 9 giờ 30, không, vào 9 giờ đi, 9 giờ tối nay em sẽ live stream để bàn luận thêm với mọi người về cái câu chuyện về thị trường, cũng như là về cái nhóm ngành, cũng như là lên giải đáp những cái câu hỏi của mọi người thôi. Ai cần cơ cấu cổ phiếu như thế nào thì có thể tối lên live stream hỏi em sẽ hỗ trợ mọi người ha. Chủ yếu tối lên live stream là chia sẻ kiến thức cũng như là hỗ trợ quý anh chị nhà đầu tư thôi. Còn về thị trường hay là về cổ phiếu, về nhóm ngành thì đã chia sẻ hết trong video rồi ha. Bây giờ mọi người phải làm sao, là bây giờ nói thật với mọi người luôn, một cái điều rất đơn giản, làm sao bây giờ tài khoản anh em phải có tiền thật sự luôn, phải có tầm khoảng 50% tiền, 30% thì ít quá, phải có tầm khoảng 50% tiền trở lên trong tài khoản. Anh em có thể nạp thêm hay là như nào đó, cơ cấu cổ phiếu như nào đó, em không cần biết. Thì nếu mà cơ cấu cổ phiếu thì nên chờ nhịp hồi sắp tới đi, có thể mai mốt là thị trường nó hồi rồi, có thể là ngày mai thị trường nó hồi luôn rồi, thì anh em cứ chờ đi. Thị trường nó hồi lên là mình cơ cấu, phải cơ cấu nha. Ví dụ như bây giờ anh em đang cầm nhiều hàng quá, full hàng, full margin, 70% hàng, thị trường hồi lên lỗ 1-2%, lỗ 2-3%, anh em cũng phải cơ cấu, thà cắt lỗ từ khi nó còn ít còn hơn là để mà thị trường nó rơi về lại cái vùng 1188-1205, lúc đó anh em lỗ 10-15% rất khó xử lý, không xử lý được luôn, lúc đó em cũng bó tay, lúc đó chỉ biết kêu mọi người nắm giữ tiếp thôi. Giống như bây giờ nhiều anh chị nhà tư là nhắn tin cho em hỏi là xử lý như nào, nhiều mã cổ phiếu lỗ 7-8%, em đâu kêu mọi người cắt được đâu, em không có khuyến nghị mọi người cắt lỗ được, chỉ biết là khuyến nghị mọi người nắm giữ tiếp thôi. Mặc dù là ngày hôm nay cổ phiếu của anh chị đang cầm nó giảm tiếp, nhưng mà em không có khuyến nghị mọi người cắt được, không cắt được, tại vì nó có thể nó sẽ hồi bất cứ lúc nào, mà bây giờ cắt cái mà cắt ngay bạn một cái là nó còn đau hơn nữa, đúng không? Thôi thà mình cứ gọt. Ngày mai ngày mốt thị trường nó đạt thêm tầm 10-15 điểm nữa, anh em nhảy vô, anh em múc giá vốn trung bình giá hay gì đó, thị trường nó hồi lên canh cơ cấu bán ra hàng có sẵn, thu tiền về, cầm phải ít nhất 50% tiền giai đoạn này cho em. Kế hoạch rất đơn giản là như vậy, anh em làm cách nào em không biết,
đang full hàng hay là đang full margin gì đó là phải bắt buộc cơ cấu thu tiền về. Bây giờ là còn tiền ở bên ngoài thì có thể là nạp thêm vào để làm gì, để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới, chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới. Bây giờ ví dụ như bây giờ em nhìn con, quên nói mọi người thêm vấn đề, em nhìn con STB, nhìn con STB thì em nghĩ chắc nó có biến. STB mà đánh như này có khi nó có biến được. Nếu nó không có biến thì con này nó sẽ chỉnh giá ở đây và bắt đầu nó sẽ phục hồi giống như những cái mặt cổ phiếu ngân hàng khác. Nhưng mà còn STB nó đánh như thế này thì em rất nghi là nó có biến và sắp tới vẫn có thể là sẽ còn tính xấu. Sắp tới nha mọi người, sắp tới có thể là giữa tháng hay gì đó, có thể là vẫn sẽ còn tính xấu, cho nên anh em phải chuẩn bị trước đã. Tin xấu đoạn này ra là để hợp thức hóa cho cái nhịp mà thị trường nó điều chỉnh thôi, chứ cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà anh em phải chuẩn bị trước, chứ không phải là để nước tới chân mới nhảy, để cổ phiếu của mình nó giảm, để thị trường nó giảm mới bắt đầu em bán. Lúc đó không bán được đâu, tại vì lúc đó là mình đi gom hàng chứ mình không có bán. Ok ha anh em, thì cái kế hoạch nó đơn giản là như vậy. Làm sao làm tài khoản của mình bây giờ nó phải còn ít hàng thôi, tiền là chủ yếu, tiền là chủ yếu, chốt lãi hay là cơ cấu bán bớt gì vậy. Còn đối với những anh em nào mà trường phái mà dài hạn nắm vài năm luôn thì em không nói tới, em không bàn tới được cái vấn đề đó. Còn về nhóm bất động sản thì hay là dầu khí gì đó em vẫn sẽ nắm giữ bình thường. Hai nhóm đó làm chơi khô máu, thậm chí bây giờ sale còn đang âm, sale giá vốn em 23.x này, hôm nay tính mua, hôm nay kê lệnh 22.4 mua thêm mà nó không về, thì anh em có thể là chú ý con sale này. Anh em có thể là gom thêm con này, em quyết tâm em đi nó tới cùng sale, ăn được nó thì thôi, con sale này phải ăn được nó thì thôi. Về tầm 22.3 22.5 ngày mai anh em gom thêm con sale được, về lại hỗ trợ tuần hỗ trợ ngày thì cứ gom thêm đối với sale. Anh em nào đang tích lũy sale thì nhớ kê lệnh trước gom, mai về là khớp thôi. Tình hình thị trường ngày hôm nay là nói chung là yếu thì thông thường là đạt tiếp thì nếu mà mai đạt tiếp 15 điểm nữa là quá ngon, đạt 15 điểm nữa là cầu vô, bắt đầu nó thị trường nó sẽ hồi thì anh em bắt đầu đi cơ cấu thôi ha. Rồi ok, thị trường chắc chỉ có như vậy thôi. Hẹn gặp mọi người tối ngày hôm nay vào lúc 9 giờ để em bàn bạc với mọi người thêm, bàn luận thêm về thị trường cũng như là hỗ trợ quý anh chị nhà đầu tư cơ cấu danh mục, giải đáp những cái thắc mắc của mọi người. Ok rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái buổi livestream buổi cái video này nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ cũng như có một cái buổi tối ngon miệng. Hẹn gặp mọi người vào 9 giờ tối ngày hôm nay. Ok, bye bye cả nhà.